Chào tất cả các bạn, mình là Super Siêu Anh Tuấn. Hôm nay thì mình sẽ vào thăm khu đô thị Cửa Tiền Hôm, là một cái khu đô thị nằm tại phường Cửa Nam, thành phố Vinh. Và khu đô thị Cửa Tiền Hôm này thì nó nằm ngay sát dòng sông Cửa Tiền. Sông Cửa Tiền này thì một số người ấy, người ta còn gọi là sông Vinh, là một cái dòng sông nhỏ chảy qua thành phố Vinh và nó là một cái nhánh của dòng sông Lam. Đây là cái con đường chạy dọc sông Cửa Tiền này. Tại sao mình lại lựa chọn cái khu đô thị Cửa Tiền này để làm cái video này á? Là bởi vì mình thấy cái khu đô thị Cửa Tiền ấy thật sự nó đẹp. Ngày xưa thì khi mình đến với khu đô thị Cửa Tiền này thì mình thấy nó cũng bình thường, nó cũng kiểu cũng hoang vu, nhưng mà bây giờ thật sự làm nên cực kỳ đẹp luôn. Trong cái khu đô thị Cửa Tiền hôm nay thì nó có hai tòa nhà chung cư, và những cái tòa nhà chung cư này thì nó cao đâu đó khoảng 18 tầng. Và ngoài chung cư ấy thì có cả liền kề, đất liền kề, đất biệt thự. Mình sẽ đi một vòng cho các bạn coi nhé. Đây là cái trục đường chính này đó, nhưng mà bây giờ mình sẽ rẽ phải trước. Mọi người thấy không? Đấy, ngay sát bờ sông là những cái nhà biệt thự xây theo kiểu cổ điển. Đó, những cái nhà biệt thự này tương đối là đẹp. Những cái lô đất biệt thự là lưng ấy thì hướng vào sông, còn trở mặt ra cái đường lớn. Đầu này là có cái nhà hàng sinh thái sông Cửa Tiền, nhà hàng sinh thái sông Tiền. Khu vực này là thuộc phường Cửa Nam, thành phố Vinh. Mình sẽ đi vòng lại đây. Về cơ bản thì mình thấy cái khu đô thị Cửa Tiền này đất cực kỳ rộng luôn. Nó quy hoạch trên một cái diện tích đất cực kỳ rộng. Và nó dường như ấy là nó hoàn toàn biệt lập với trung tâm thành phố Vinh. Nó nằm cách một cái con sông. Và cái khu đô thị Cửa Tiền này thì nó cũng không quá xa so với chợ Vinh. Cách chợ Vinh đâu đó khoảng 1 km thôi. Đấy, mọi người nhìn thấy nhà đẹp cực kỳ luôn. Nhà cực kỳ đẹp. Trong này thì về cơ bản ấy là dân cư cũng về ở khá là đông rồi. Chung cư Cửa Tiền thì dân cũng về ở rồi. Hai cái tòa nhà chung cư Cửa Tiền ấy là nó có đâu đó tổng cộng là 672 căn hộ. Trong này nó có một cái vòng xoay ngay trục chính của đường của khu đô thị ấy. Thì cái vòng xoay này là người ta để cả tượng của những cái con vật gọi là tứ linh ấy, long ly quy phượng ấy. Long ly quy phượng, long là rồng, quy là rùa, ly là con gì nhỉ? Phượng là con phượng. Ly hình như là con lân hay sao ấy. Đấy, hai tòa nhà chung cư Cửa Tiền bây giờ mình thấy nó xanh ngắt luôn. Đấy, sơn màu rất là mát mắt. Khu vực này là trục chính này, dân ở hết rồi này, nhà liền kề xây cực kỳ đẹp. Trước đây thì khi người ta chưa làm cái cầu Cửa Tiền ấy thì giá bất động sản tại khu đô thị Cửa Tiền này nó cũng rẻ thôi, thậm chí cho không ai lấy, cho không ai ở luôn, bởi vì nó nằm bên cái con sông. Nhưng bây giờ thì thật sự là cái đất ở đây ấy nó rất có giá, tăng giá cũng phải gấp đôi gấp ba rồi. Có cả nhà hàng này, trong này cũng có mấy cái nhà hàng Biển Ngọc rồi nhà hàng sông Tiền lúc nãy chúng ta coi. Và đặc điểm ấy là cái không gian dành cho cư dân, không gian công cộng dành cho cư dân nó khá là rộng, có cả bể bơi đang làm kìa, rồi có sân bóng, có khu vui chơi trẻ em, quá tuyệt vời luôn. Trước đây thì mình có bán chung cư Cửa Tiền, có bán tòa nhà chung cư Cửa Tiền kia cách đây khoảng đâu đó hơn 1.5 năm là mình có bán chung cư Cửa Tiền, và lúc đó thì người ta vẫn chưa làm cái khu vui chơi trẻ em như thế này. Và thật sự là mình đánh giá khu đô thị Cửa Tiền này là một trong những khu đô thị đáng sống nhất của thành phố Vinh. Không khí trong lành, có không gian xanh, quy hoạch tương đối đẹp và bài bản, đường xá cực kỳ rộng luôn, đường xá rất rộng. Đường cực kỳ rộng, nhà thiết kế đẹp. Nhà ở đây thì về cơ bản thì dân, tức là cái mẫu thiết kế chung của chủ đầu tư ấy thì nó cũng không được đồng nhất cho lắm. Nhà thì thiết kế theo kiểu này, nhà thiết kế theo kiểu kia. Nhưng về cơ bản ấy là nó tương đối đồng đều về chiều cao.
ra đất tại khu đô thị Cửa Tiên này thì nó cũng tùy vị trí, có những vị trí mình nghĩ nó cũng phải tầm trên 20. Từ các trục đường chính, cái trục đường cổng vào ấy, mình nghĩ cũng phải tầm 20 triệu ấy. Còn cũng có những vị trí nó rơi tầm mười mấy triệu thôi, hơn chục triệu vẫn có. Lúc nãy thì mình có khảo sát giá trên mạng ấy, thì trong này cũng có những cái lô đất rơi vào tầm hơn 10 triệu. Đường đâu đó đường 12 mét, tầm giá 10 triệu một mét vuông là tương đối là rẻ rồi. Bây giờ kiếm đất ở trung tâm thành phố Vinh lấy đâu ra, lấy đâu ra đất rẻ nữa. Sân bóng này, mình sẽ đi vào bên trong cái khuôn viên của chung cư. Hồi mình bán cái tòa nhà chung cư này thì trong khuôn viên này người ta cũng thi công hết sức là lộn xộn, nhưng mà bây giờ quay trở lại đây thì mình thấy nó đẹp quá. À, đặc điểm của cái chung cư Cửa Tiên này là tầng 1, tầng 2 là nó sẽ có các căn thông tầng, căn hộ thông tầng. Và những căn hộ thông tầng này thì người ta chủ yếu là để kinh doanh, vừa ở vừa kinh doanh. Và cái hay của chung cư Cửa Tiên này so với các tòa nhà chung cư ở Vinh ấy là nó cũng làm tương đối đúng cam kết. Tức là cái diện tích để xe trong này mình thấy tương đối là rộng. Diện tích để xe tương đối rộng. Còn bây giờ hầu hết các dự án chung cư ở Vinh, bây giờ mình nói thật nhé, chủ đầu tư những cái cam kết cơ bản nhất mà chủ đầu tư người ta vẫn không đáp ứng đủ, tức là người ta không có đáp ứng đúng như những gì người ta đã nói. Còn về cơ bản là chung cư Cửa Tiên này là chỗ để xe thoải mái là quá sướng thôi. À, chia sẻ với mọi người một tí, ngay dưới chân đế các tòa nhà chung cư ấy là sẽ có các căn hộ liền kề thông tầng này. Đó, ngoài ra còn có những nhà liền kề mặt ngoài của chân đế nữa. Đó, mình nhớ trước đây mình có tư vấn cho một số khách hàng mua liền kề chân đế của chung cư Cửa Tiên, nhưng mà người ta chê đắt. Và lúc đó thực tế là cái chung cư Cửa Tiên này là dân vẫn chưa về ở, thành ra nó đôi khi ấy, khách hàng người ta sẽ cảm thấy rủi ro. Nhưng mà thực sự bây giờ mình nói thật nhé, ngày xưa mình tư vấn, tức là một cái nhà liền kề như thế này này, đó nó rơi vào đâu đó khoảng 2 tỷ 8 hoặc là 3 tỷ gì đó, nhưng mà khách hàng chê đắt. Bây giờ thì mình nói thật nhé, những cái tòa nhà này mua 3 tỷ chắc người ta đã bán, 3 tỷ mấy chắc người ta đã bán. Bởi vì cái giá trị kinh doanh của nó không chỉ là chừng đó đâu. Sau này khi dân cư về lấp đầy cả tòa nhà chung cư nhá, thì chắc chắn nó sẽ không bao giờ có mức giá đó nữa. Dân cư về ở là chắc chắn là sẽ cái hoạt động mua bán đơn giản như là mua những cái thứ hàng hóa vặt vãnh hàng ngày là cũng đủ để kinh doanh rồi, đơn giản như mở một siêu thị mini. Đấy, bên này có trung tâm chăm sóc xe hơi này là cũng tương đối rồi. Các bạn thấy không, liền kề đẹp chưa, liền kề Cửa Tiên này. Đây là những cái căn liền kề mặt ngoài của chung cư, tức là nó không dính dáng gì đến cái tòa nhà chung cư cả, nó xây rời ra. Còn bên trong kia ấy, là có những căn liền kề là thông tầng, tức là nó thuộc về tầng 1, tầng 2 của tòa nhà chung cư. Những căn liền kề như này thì 3-4 tỷ bây giờ chắc gì đã mua được. Đó, có một cái biển là cao ốc Cửa Tiền Hôm. Mình chỉ tiếc cho một số khách hàng ấy, mình làm bất động sản ấy, thì mình cũng gặp khá là nhiều khách hàng. Tức là người ta luôn luôn, tức là cái khách đầu tư ấy thì người ta luôn luôn, người ta phải có, tức là người ta sợ một số cái rủi ro nhất định. Chẳng hạn như là cái dự án này nó hình thành không đúng cam kết, rồi dự án này không có dân về ở. Và những khách hàng nào ấy mà người ta có khả năng chấp nhận được rủi ro ấy, thì cái cơ hội mà người ta gặt hái lợi nhuận rất cao. Ôi, những căn liền kề quá đẹp luôn, kinh doanh không thể chê vào đâu được. Khách hàng của em có xem video này ấy, thì
lưu ý nhé. Đường trong này quá rộng luôn, luôn có cơ hội dành cho những nhà đầu tư sẵn sàng chịu đựng rủi ro. Rủi ro càng nhiều thì lợi nhuận càng lớn, rủi ro ít thì đương nhiên là không có lợi nhuận rồi. Những thứ gọi là, người ta có một cái câu nói là miếng format ấy chỉ có trong cái bẫy chuột mà thôi. Ok, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Đừng quên like và chia sẻ nhé. Đừng quên bấm nút đăng ký kênh của mình, bấm nút nhận thông báo để đón xem những video mới của Super Sale Anh Tuấn. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video này.